Ngay cái bãi phía dưới này, mỗi buổi sáng sớm là bà con người ta đi biển vào hay tập kết hải sản ở đây. Hải sản thì có lúc không nhiều nhưng mà được cái là rất là tươi. Có mấy bạn Tây đang chơi nước sống cũng là chơi súp đây. Nước rất mát luôn nè. Ngoài du khách Tây ra thì mình còn thấy có một số du khách Hàn Quốc. Mến chào quý anh chị và tất cả các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Khám Phá Cùng Dương. Hiện tại thì mình đang có mặt ngay tại bãi đá Ông Địa, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận nha. Nơi đây là một trong những địa điểm, một trong những thắng cảnh đẹp của tỉnh Bình Thuận, được du khách thường xuyên ghé đến đây mỗi khi mà đi du lịch Phan Thiết, Mũi Né. Vị trí này thì nằm cách trung tâm thành phố khoảng 7 đến 10 cây thôi. Đó, hiện tại bây giờ là buổi sáng cỡ 9 giờ rưỡi. Hôm nay thì thời tiết là trời mây khá là âm u. Hồi sáng giờ là trời mát mẻ. Sóng biển hôm nay thì khá là mạnh. Biển hôm nay cũng khá đục. Đây là bãi đá Ông Địa và đồng thời là bãi tắm đẹp, được du khách trong nước và ngoài nước thường hay ghé đến đây vui chơi, tắm biển, check-in, chụp hình. Phía bên trên này chính là đường Nguyễn Thông. Bãi đá Ông Địa này là nằm giáp ranh với hai phường, phường Phú Hài và phường Hàm Tiến nha. Hướng này là chúng ta đi vào trung tâm thành phố Phan Thiết nè. Ở bên này có mấy cái tòa nhà, đó, cái khu phức hợp, căn hộ, villa, biệt thự. Còn phía trên này là khu Xi Linh nè. Còn hướng này là chúng ta chạy thẳng ra đường Nguyễn Đình Chiểu cũng như là đường Huỳnh Thúc Kháng để ra trung tâm Mũi Né. Thời tiết buổi sáng hôm nay thì mình nhìn ra cái đường chân trời mình thấy nó khá là mù. Nhìn ra xa xa phía đường chân trời thì mình thấy là nguyên một vùng mây đen. Ở ngoài đó, ngoài khơi xa chắc là đang mưa. Bữa giờ thì ảnh hưởng của mấy cơn bão. Buổi sáng hôm nay thì trời khá mát mẻ nha. Đây là chỗ cái bờ kè này, chỗ những cái ba chấu. Còn phía bên này là bãi tắm này. Hôm nay thì mình thấy là đa số là du khách nước ngoài người ta ra đây tắm biển nhiều nha. Tắm biển với lại là chơi cái trò lướt sóng. Để chút xíu nữa mình sẽ đi xuống dưới cái bãi tắm đó cho mọi người xem nha. Chỗ này là có những cái thúng của bà con ngư dân nè. Ở đây là mỗi buổi sáng là khoảng 5-6 giờ là bà con người ta đi hải sản lên đây. Hải sản lưới rất là tươi nha. Nếu mà mọi người lưu trú gần đây thì chúng ta muốn mua hải sản á, thì chúng ta dậy sớm đi ra đây nè, sẽ thấy được cái cảnh của bà con tập kết hải sản ở đây. Rồi lên tuyển lựa thì mình có thể mua trực tiếp tay người dân ở đây. Rất là tươi và rất là rẻ luôn. Phía bên trên này thì có một cái hàng dừa rất là đẹp nha. Do là buổi sáng hôm nay là trời nó không có nắng cho nên là lên hình nó hơi xám xám, nó không được đẹp lắm. Mong mọi người thông cảm nha. Ở phía bên này là những cái gành đá nè. Đó, có mấy cô thiếu nữ đang chụp hình. Hôm nay là sóng khá là mạnh. Ngày trước là người ta đổ đá này để chống sạt lở, cũng như là người ta kê những cái ba chấu như thế này. Có mấy con còng con cua nó thấy mình tới là nó lo nó chạy nè, chạy trốn. Cái bãi đá chỗ này khá là trơn nha, mọi người ra đây chụp hình nhớ chú ý nha. Vào cái mùa mà nó có rêu á, rêu nó mọc ở đây cũng rất là đẹp, rất là xanh luôn. Đó, hôm nay thì thủy triều nó ra khá là xa, có lúc là biển động nó vào tới đây nè. Mặc dù là thủy triều nó ra xa nhưng mà sóng khá là mạnh. Nước hôm nay thì khá đục.
vào những cái ngày cuối tuần hay là các ngày lễ vào ban đêm thì dọc trên cái đoạn đường này nè có những cái hàng quán giải khát, quán ăn vặt. Ban đêm thì rất là nhộn nhịp, ban ngày thì cũng có, ban ngày cuối tuần thì du khách người ta ghé đến đây vui chơi rồi ngồi thư giãn, uống nước giải khát. Sóng hôm nay là trắng xóa luôn, bọt trắng xóa luôn nè. Đó, nhìn ra xa xa đằng kia thì chỉ có lác đác một vài chiếc thuyền nó nhấp nhô thôi. Không biết là du khách nước ngoài ở đâu mà người ta đổ xô ra đây khá là nhiều nha. 100% là khách nước ngoài. Phía cái bãi tắm nè. Còn mọi người mà muốn chụp hình thì chúng ta có thể ra những cái thúng của bà con ở đây nè, chụp hình cũng rất là đẹp. Đây là những cái bà cháu cắn sóng nè. Những cái bà cháu này rất là to nha, chắn sóng rất là tốt. Phía dưới này chính là bãi tắm này. Hôm nay thì mình thấy là thủy triều nó rút ra cũng khá xa, có lúc là cái mép nước nó vào tới đây luôn. Bà con thì neo đậu những cái thúng ở đây. Du khách ngoại quốc rất là nhiều, 100% là du khách ngoại quốc. Cái view chỗ này rất là đẹp. Cái view chỗ này rất là đẹp nha. Nếu mà mọi người muốn chụp hình á, chúng ta không có nên leo lên đây. Còn nếu mà có leo lên đây thì chúng ta nên cẩn thận. Lúc trước là mình thấy có một số bạn là bước lên đây nè, nhiều khi là cái sóng nó đánh lên á, rồi nó ẩm ướt á, nó nổi rong nổi rêu á, nó trơn á. Cho nên là chúng ta phải cẩn thận. Ở chỗ này có một cái ổ khóa được bấm vào đây từ khi nào mình nghĩ là rất là lâu rồi, nó rỉ sét nè. Nó rỉ sét rồi nè, lâu ngày nó ăn mòn ở ngoài biển nè. Biển rất là đẹp, sóng hôm nay mạnh quá nha, đánh ầm ầm luôn á. Có một số du khách nước ngoài người ta đang chơi lướt sóng này ha. Bây giờ thì mình sẽ đi xuống bên dưới bãi tắm này nha. Nếu mà quý anh chị và các bạn ra đây tắm biển thì chúng ta nên cẩn thận nha, chú ý nha. Khi mà chúng ta tắm biển chúng ta nên tắm gần thôi, lựa cái lúc mà đông người chúng ta tắm. Với lại là chúng ta tắm gần ở trong cái bờ, đừng có ham mà mình đi ra xa. Ở đây là người ta có một cái hàng phao đó để cảnh báo cho du khách. Nếu mà chúng ta đi ra xa cái lúc mà biển động á, hay là những cái luồng nước ngầm phía bên dưới á, là sẽ rất nguy hiểm cho cái bản thân mình. Đó, ngay cái bãi phía dưới này là mỗi buổi sáng sớm là bà con người ta đi biển vào hay tập kết hải sản ở đây. Hải sản thì có lúc không nhiều nhưng mà được cái là rất là tươi, tươi ngon. Bãi cát hôm nay rất là mịn. Hôm nay là khách nước ngoài rất là nhiều luôn.
Đó, người ta đang chơi súp nè, nước sống nè. Ở chỗ này ngó vậy mà nó sâu ha, ở trong này bước ra có mấy bước thôi là nước nó tới ngực. Hình như là thời điểm này là thủy triều nó đang rút nè. Mình thấy là nước ở trong này nó đang chảy ra đây. Cái mạch nước ngầm trong này nó đang chảy ra nè. Cái lúc đó là thủy triều nó lên là cái mép nước nó lên tới đây luôn. Bây giờ là nước nó rút ra nè. Chỗ này thì mình thấy nước biển nó trong nè. Ở phía bên kia là nước nó đục. Cái phía hồi nãy mà ngay cái lúc chỗ mình đứng á, nước khá là đục. Còn chỗ này nước trong nè. Đó, có mấy bạn Tây đang chơi nước sống, cũng là chơi súp đây. Hôm nay cái bãi cát ở đây là rất là rộng nha. Mọi người cứ hình dung đi. Cái chỗ này cái bãi cát nè, nó cao hơn nè, nó thoi thoải. Thì mỗi khi mà nước nó lên là cái mép nước cái chỗ này đó ngay đầu ngón tay mình nè. Mà một khi mà nước lên tới đó chúng ta bước xuống đây á, thì nước thế nào cũng ngang bụng, ngang hông mình. Hiện tại bây giờ thì cái nước biển nó rút ra ngoài kia. Từ ngay cái mép nước mà chỗ cái cô gái đó đứng á, bước ra khoảng 20 mét nữa thôi. Chỗ đó mình thấy khá là sâu á. Hồi nãy mình thấy có vài người người ta bước xuống là mới có bước xuống cỡ 10 mét, 20 mét thôi là nước nó tới bụng, tới ngực luôn. Nước trong nè ha. Bãi biển ở đây rất là sạch nha, cát mịn nè. Ở đây thì rất là thuận tiện cho chúng ta ra đây vui chơi, tắm biển. Nước rất là trong luôn. Đó, phía bên trong kia là có một cái hàng dừa, có những cái mái lá dừa cũng như là ghế xếp ghế ngả cho du khách ngồi chơi thư giãn nghỉ ngơi. Mình thấy là mấy bạn Tây là thường thường là rất là thích đọc sách, ra tắm biển tắm nắng xong là vào đó mình nằm nghỉ thư giãn đọc sách. Đa số là du khách nước ngoài. Đây là người Hàn Quốc nè. Ở trên này thì cũng có mấy anh dịch vụ chèo súp với lại kayak.
có những thời điểm chúng ta đi ra bãi biển này là chúng ta sẽ bắt được những cái con chang chang chim chép nó nằm ở dưới những cái lớp cát. Khi mà chúng ta ra lấy cái tay chúng ta moi là sẽ bắt được thôi, rất là dễ. Cái mùa này thì mình thấy nó không có đâu, có những mùa rất là nhiều. Nước rất mát luôn nè, hồi nãy giờ là mình lội nước luôn à, nước rất trong nha. Cái chỗ này nó giống như là một cái vịnh á, một cái vịnh nhỏ á, nó có cái hình cánh cung, hình lưỡi liềm đó. Chỗ này nó hõm sâu vô, nó cong, với lại là cái bãi cát nó rộng. Mấy bạn tay đang chơi súp. Mấy bạn tay đang chơi súp nè. Sóng biển hôm nay là bọt trắng xóa luôn nha. Những lúc mà sóng cao sóng mạnh là du khách Tây người ta rất là thích chơi cái trò lướt sóng. Cái bãi chỗ này với lại là cái bãi ngay chỗ khu vực Hàm Tiến á, là du khách Tây rất là nhiều, người ta hay chơi lướt ván diều cũng như là lướt sóng. Cái cảm giác mà mỗi khi chúng ta hòa vào với sóng biển thì rất là thích thú nha. Đặc biệt là các anh các chị, các bạn nào mà ở những tỉnh thành mà không có biển, khi mà chúng ta đi du lịch Phan Thiết Mũi Né, chúng ta đi ra những cái miền biển như thế này, chúng ta tắm biển, vui chơi, giải trí nè, rất là thú vị luôn nha. Và đặc biệt là có nhiều nơi người ta sẽ buôn bán hải sản tươi sống cho mọi người luôn. Mọi người muốn mua đem về hay là muốn người ta chế biến ngay tại chỗ để mình thưởng thức thì đều có hết nha. Nước trong rất là mát. Như mọi người thấy ha, hiện tại bây giờ là du khách nước ngoài, chủ yếu là du khách nước ngoài người ta tắm biển rất là nhiều. Còn khách nước ngoài là người ta rất là thích ở tắm vào cái lúc mà trưa trưa chút xíu. Và đặc biệt là những lúc có trời nắng thì người ta vẫn rất là thích đi ra đây tắm nắng. Trời nắng thì người Việt mình núp, chứ còn đối với người nước ngoài là người ta rất là thích tắm nắng. Từ ngay cái vị trí này mà chúng ta đi lên phía trên kia cũng còn khá là xa, khoảng 300-400 mét. Phía trên đó là cái bãi tắm phía sau của một cái khu resort cũng khá là nổi tiếng ở đây. Ngoài du khách Tây ra thì mình còn thấy là có một số du khách Hàn Quốc